Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ ràng. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về Hải Phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng Hải Phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. Ngày 22 tháng 9 năm 1958, công hàm trên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã được đăng trên báo Nhân dân. Lâu nay các luận điệu phê phán Thủ tướng Phạm Văn Đồng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem công hàm đó có gì sai và tìm hiểu Thủ tướng Phạm Văn Đồng sai ở đâu, sai như thế nào. Xin chào, lại là Reading Wikipedia. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Do việc hồi đầu mới làm nói năng còn chưa mạch lạc, có nhiều bạn gửi yêu cầu tôi xin làm lại video để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Toàn văn công hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai vào năm 1958. Theo bài viết Công hàm năm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đăng trên báo Đại đoàn kết, thì toàn văn công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai như sau. Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có nội dung như sau. Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nay tuyên bố: Thứ nhất, bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan, tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả, và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. 2. Các đường thẳng nối liền mỗi điểm cơ sở của bờ biển trên, đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường cơ sở của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường cơ sở là hải phận của Trung Quốc. Phần biển trên trong các đường cơ sở kể cả Vịnh Bột Hải và eo biển Quỳnh Châu là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường cơ sở kể cả đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, các đảo Mã Tổ, các đảo Bạch Huyền, đảo Khiển Điều Khâu, Đại và Tiểu Kim Môn, đảo Đại Đảm, đảo Nhị Đảm và đảo Đông Dĩnh Đĩnh là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc. Thứ ba, nếu không có sự cho phép của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả các máy bay nước ngoài và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè nước ngoài nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuân thủ các luật lệ liên hệ của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều 4, điều 2 và điều 3 bên trên cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phụ cận: quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Khu vực Đài Loan và Bành Hồ hiện tại vẫn bị lực lượng vũ trang Hoa Kỳ xâm chiếm. Đây là hành vi phi pháp, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Bành Hồ đang chờ được thu phục. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai, không cho phép nước ngoài can thiệp. Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là công hàm do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai vào ngày 14 tháng 9 năm 1958. Công hàm này được gửi sang Trung Quốc bằng điện báo. Sau đó, sáng ngày 21 tháng 9 năm 1958, Đại sứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Trung Quốc Nguyễn Khang đã trình công hàm này cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Cơ Bằng Phi. Trong công hàm này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thông báo cho Thủ tướng Chu Ân Lai biết Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tán thành và tôn trọng bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng là một trong những bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính quyền Việt Nam thì cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng không hề công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, vì trong công hàm không có chỗ nào nói tới hai quần đảo này. Cũng theo chính quyền Việt Nam, giá trị pháp lý của nó phải được đánh giá theo bối cảnh lịch sử lúc đó, khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền quản lý hai quần đảo này. Về ảnh hưởng, các học giả, các nhà ngoại giao Trung Quốc thường dùng công hàm này để cho là Việt Nam đã từng đồng ý chấp nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa và Nam Sa, là lãnh thổ của Trung Quốc. Việt Nam chỉ thay đổi lập trường sau khi đất nước thống nhất năm 1975 và như vậy là vi phạm nguyên tắc luật quốc tế Estoppel. Trước đây, nhiều nhà trí thức Việt Nam đã kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp thông tin về quan hệ với Trung Quốc, trong đó kiến nghị có thông tin công khai về nội dung những buổi gặp gỡ của các cấp ngoại giao và về công hàm này. Như trong tuyên cáo ngày 2 tháng 7 năm 2011 của nhiều trí thức, trong số đó có cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, các giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Tụy, Chu Hảo, tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, các nhà văn Nguyên Ngọc, ông Lê Hiếu Đằng. Về tên gọi, trước đây báo chí tiếng Việt ở trong và ngoài nước Việt Nam đều gọi bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là công hàm. Trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 23 tháng 5 năm 2014, ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gọi công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là công thư và khẳng định công thư này là một văn bản ngoại giao. Ông này không giải thích từ công thư mang hàm ý gì. Sau cuộc họp báo đó, một số bài báo của báo chí Việt Nam về sự kiện này và công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ dùng cách gọi công thư, không gọi công hàm và cũng không giải thích ý nghĩa của từ công thư. Trong bài viết, không một quốc gia nào công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Hoàng Sa, đăng trên báo Thanh Niên, công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại được gọi là công điện. Cũng trong bài viết này, khi trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an Việt Nam nói rằng công điện mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai là một bức thư công, nhưng ông Cương không giải thích thế nào là thư công. Về bối cảnh, tại hội nghị San Francisco tháng 9 năm 1951 để giải quyết các vấn đề về lãnh thổ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Phái đoàn Liên Xô ngày 5 tháng 9 năm 1951 đã đề nghị trao trả hai quần đảo cho chủ cũ. 2 ngày sau, ngày 7 tháng 9 năm 1951, tại hội nghị này, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng Phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã lên tiếng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó có đoạn và để tận dụng không ngần ngại mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống bất hòa, chúng ta khẳng định chủ quyền của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam. Lời tuyên bố này đã được hội nghị San Francisco ghi vào biên bản và trong tất cả 51 phái đoàn các nước không có phái đoàn nào phản đối, kể cả Liên Xô. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1958, lần đầu tiên có hội nghị về Công ước Luật Biển. Trong số 4, công ước được bàn thảo có công ước về lãnh hải và là vùng tiếp giáp lãnh hải. Tuy nhiên, hội nghị thất bại vì không thống nhất được khoảng cách lãnh hải là 12 hải lý. Vì nhiều quốc gia có quan điểm khác nhau, Mỹ chỉ chấp nhận 3 hải lý. Có một số quốc gia cho là 4 đến 5 hải lý thì tốt hơn. Còn Trung Quốc đòi 12 hải lý. Lại còn một số quốc gia như Nam Mỹ muốn 200 hải lý. Vào thời điểm năm 1958, quan hệ Mỹ-Trung Quốc cực kỳ căng thẳng về vấn đề Đài Loan. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố hải phận của Trung Quốc là 12 hải lý, kể từ đất liền của Trung Quốc vào các đảo ngoài khơi, bao gồm cả quần đảo Tây Sa, có nghĩa là Hoàng Sa, và Nam Sa là Trường Sa. Sau đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ra công hàm công nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đổi ý và biện hộ rằng ông này đưa công hàm vào thời điểm đó là do có nhu cầu chiến tranh. Về vấn đề phản ứng cấp chính phủ, phía Việt Nam, ngày 7 tháng 8 năm 1979, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra tuyên bố về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc trong việc công bố một số tài liệu của Việt Nam liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định lại chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, nhắc lại lập trường của Việt Nam về việc giải quyết sự tranh chấp về hai quần đảo giữa hai nước bằng thương lượng hòa bình. Ngày 23 tháng 5 năm 2014, trong cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu, công thư của Thủ tướng là văn bản ngoại giao, giá trị pháp lý nằm trong nội dung công thư. Việt Nam công nhận vấn đề 12 hải lý nêu trong công thư chứ không đề cập tới Hoàng Sa, Trường Sa Vì thế đương nhiên không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa. Giá trị công thư phải đặt trong bối cảnh cụ thể. Công thư gửi Trung Quốc lúc đó Hoàng Sa và Trường Sa đang thuộc quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc chỉ là một bên tham gia, không thể cho người khác cái gì mà bạn chưa có. Vì thế công thư không có giá trị chủ quyền với Tây Sa, Nam Sa theo cách gọi của Trung Quốc. Cũng theo ông Hải, đến nay không có quốc gia nào cộng ghi công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa. Về phía Trung Quốc, ngày 30 tháng 1 năm 1980 để phản ứng việc Việt Nam công bố sách trắng về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xuất bản một tài liệu với tên gọi Chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Trong tiểu mục với tựa Sự man trá của chính quyền Việt Nam, tài liệu nhắc đến việc báo Nhân dân ngày 6 tháng 9 năm 1958 in toàn văn tuyên bố về hải phận của Trung Quốc ở trang đầu, trong đó có đoạn nói về Nam Sa và Tây Sa. Cũng như công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trung Quốc cũng công bố công hàm trong tài liệu và nói rằng đây là bằng chứng cho thấy chính phủ Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo. Cùng với công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tài liệu này cũng công bố một bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xuất bản tháng 5 năm 1972 cho thấy các quần đảo này có tên Tây Sa và Nam Sa. Theo Trung Quốc, công hàm này và các tài liệu họ đưa ra là các tài liệu nhà nước chính thức và các văn bản có hiệu lực pháp lý mà phía Việt Nam luôn đòi hỏi để thiết lập chủ quyền lãnh thổ. Các tài liệu cho thấy cho đến năm 1974, Việt Nam vẫn công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa, và việc chính quyền Việt Nam nuốt lời và man trá là điều hoàn toàn không được phép làm dưới luật quốc tế. Nhân vụ giàn khoan HD 981. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2014, đại diện lâm thời Sứ quán Trung Quốc ở Indonesia Lưu Hồng Dương đăng bài lên báo Indonesia Jakarta Post, lại mượn công hàm này để khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Trong tuyên bố ngày 14 tháng 9 năm 1958, thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam khi đó Phạm Văn Đồng công khai thừa nhận quần đảo Tây Sa, tên của Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa, và các đảo khác ở Nam Hải, Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc. Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc có bài trả lời phỏng vấn hãng tin Đức được đăng trên mạng cùng ngày, cũng nói năm 1958 Thủ tướng Việt Nam khi đó là Phạm Văn Đồng đã công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa trong công hàm gửi Thủ tướng Chu Ân Lai. Hà Nội chỉ thay đổi lập trường sau khi đất nước thống nhất năm 1975, nhưng theo nguyên tắc Estoper, Trung Quốc không tin rằng Việt Nam có thể thay đổi lập trường về vấn đề chủ quyền. Ngày 8 tháng 6 năm 2014, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công bố tài liệu liên quan đến của Trung Quốc trong vụ giàn khoan. Trong đó Trung Quốc lặp lại các tài liệu như đã công bố năm 1980, đồng thời còn đưa ra một số tài liệu từ sách giáo khoa môn địa lý lớp 9 phổ thông xuất bản bởi Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1974. Trong đó bài học về địa lý Trung Quốc có đoạn ghi rõ vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến các đảo Hải Nam, Đài Loan, quần đảo Hoành Bồ, Châu Sơn làm thành một bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc. Bình luận phía Việt Nam, nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt, một giảng viên về luật quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh cho là công hàm ở thời điểm đó không có thẩm quyền về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo Hiệp định Geneva 1954 mà Trung Quốc đã ký về mặt pháp lý quốc tế, Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có trách nhiệm quản lý phần lãnh thổ phía Nam. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, chính quyền Việt Nam đã tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam rồi. Về mặt pháp lý quốc tế phù hợp, chính quyền có thẩm quyền quản lý Hoàng Sa, Trường Sa liên tục, từ nhà Nguyễn tới thời Pháp thuộc. Trong đó có nhiều chính phủ khác nhau và như vậy cho đến sau khi thống nhất, các chính phủ có thẩm quyền đều khẳng định chủ quyền của mình và thực thi liên tục không đứt đoạn vấn đề này, thể hiện giá trị pháp lý quốc tế. Cũng theo ông Việt, công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ra đời trong hoàn cảnh quan hệ đặc thù. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung Quốc lúc đó đang vừa là đồng chí vừa là anh em. Năm 1955, Trung Quốc đã chiếm lại từ tay quân đội Tưởng Giới Thạch Đài Loan, đảo Bạch Long Vĩ. Quân Tưởng Giới Thạch chiếm đảo này từ năm 1949 và năm 1957 đã trao trả lại cho Việt Nam. Theo ông Việt, công hàm năm 1958 là để nêu quan điểm công nhận tuyên bố lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc. Nhưng sau này, người ta diễn giải đi, đặc biệt là Trung Quốc, chẳng có lẽ ông Đồng cũng không ngờ là sau này công hàm của ông lại được diễn giải một cách khác nhau rất nhiều như vậy. Học giả Pháp, bà Duy Tân Nguyễn, chuyên gia chính trị học và luật quốc tế cho biết trong pháp luật quốc tế, ngăn chặn là một nguyên tắc. Theo đó, một nhà nước phải được coi như liên hệ với hành vi của nó trong quá khứ và do đó không thể khẳng định một tuyên bố mới, không thể tuyên bố hoặc hành động mâu thuẫn với những gì mà nhà nước đó đã tuyên bố hoặc thực hiện từ trước, để đảm bảo toàn tính chất, chắc chắn pháp lý và sự tin cậy giữa các quốc gia. Tuy nhiên, ngăn chặn không có nghĩa là một nhà nước bị ràng buộc bởi tất cả những gì mà nhà nước đó đã tuyên bố. Theo lý luận, có 4 điều kiện phải được đáp ứng. Thứ nhất, tuyên bố hoặc quyết định phải được thực hiện bởi một cơ quan có thẩm quyền một cách rõ ràng và không lập lờ nước đôi. Thứ hai, nhà nước tuyên bố ngăn chặn phải chứng minh rằng nhà nước này đã có được lòng tin trong cam kết mà nhà nước này đã thực hiện và hành động đúng theo. Thứ ba, nhà nước phải chứng minh rằng quốc gia của mình đã bị thiệt hại hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi. Thứ tư, nhà nước đã cam kết phải thực hiện nhất quán và luôn luôn nhất quán. Kết quả là nhà nước phải bày tỏ ý định quả quyết muốn được ràng buộc bởi cam kết này và sẽ tôn trọng đó. Phân tích của chúng tôi đối với tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng thấy nó không hội đủ nguyên tắc ngăn chặn nói trên, một số điều kiện còn thiếu, đặc biệt dự định nhằm công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không hề được trình bày rõ ràng trong bản tuyên bố nào. Theo chương trình nghiên cứu Biển Đông của Học viện Ngoại giao Việt Nam, thứ nhất, Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó thuộc quyền quản lý của chính phủ tồn tại ở miền Nam Việt Nam, khi đó là Việt Nam Cộng Hòa. Tuy không được công nhận là thành viên Liên Hợp Quốc, nhưng đây là các chủ thể của luật pháp quốc tế và những hành động phù hợp với luật pháp quốc tế ở Việt Nam Cộng Hòa cần phải được tôn trọng. Chính phủ và các học giả Trung Quốc đang tìm cách không công nhận thực tế này với ý đồ tranh chấp chủ quyền với Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Liệu có thể chống cãi được việc họ đã công nhận trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 đến tháng 6 năm 1976 tồn tại hai chủ thể luật pháp quốc tế thông qua việc bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng gia nhập Liên Hợp Quốc với tư cách là quốc gia hội viên, bị Hoa Kỳ phủ quyết năm 1977. Việt Nam với gia nhập Liên Hợp Quốc và còn nhiều bằng chứng không thể bác bỏ khác. Thứ hai, trong thực tế Việt Nam Cộng hòa đã tiếp quản và quản lý Hoàng Sa và Trường Sa từ Liên Hợp Pháp. Chính phủ tồn tại song song là Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền nhưng không được công nhận. Mặc dù năm 1974 Trung Quốc chiếm được Hoàng Sa nhưng luật pháp quốc tế đã khẳng định rõ ràng xâm chiếm bằng vũ lực vĩnh viễn không đem lại danh nghĩa chủ quyền cho quốc gia đã tiến hành những hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Thứ ba, Công thư năm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng không nói rõ ràng đến hai quần đảo. Không thể dùng công thư này để khẳng định Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy vậy, nếu không có công thư này thì sẽ tránh được những sự rắc rối khác. Chỉ có vậy thôi. Cho dù những suy diễn về ý nghĩa của công thư năm 1958 có đi xa như thế nào, cũng như phía Trung Quốc có đưa thêm bất kỳ bằng chứng gì để phản bác Việt Nam, thì những gì liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa xảy ra ngoài lãnh thổ miền Nam Việt Nam trước 24 tháng 6 năm 1976 không hề ràng buộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách là nhà nước thừa kế của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Những gì liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa, nếu có sự mâu thuẫn giữa hai chủ thể luật pháp quốc tế tiền bối thì những hành động, hơn nữa là đó là những hành động rõ ràng, kiên quyết và phù hợp với luật pháp quốc tế của Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính phủ tồn tại song song với nó là Việt Nam Cộng hòa quản lý hai quần đảo này trên thực tế sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này được luật pháp quốc tế quy định rõ ràng. Theo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thứ nhất, trong khoảng từ năm 1945 tới năm 1954 đã có sự tồn tại của 3 thực thể chính trị với tư cách nhà nước trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1954 tới khi thống nhất đất nước năm 1976, các thực thể chính trị này đã quản lý 2 phần riêng biệt của lãnh thổ Việt Nam và có thể được coi là có chủ quyền đối với phần lãnh thổ quản lý. Trong đó, miền Nam Việt Nam có sự tồn tại song song của hai chính phủ là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam miền Nam Việt Nam. Thứ hai, vì Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa không phải là chính phủ nắm quyền quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong giai đoạn 1945-1976, các hoạt động của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa trong giai đoạn này không ảnh hưởng tới sự liên tục của chính quyền Việt Nam trên hai quần đảo này. Thứ ba, việc kế thừa quốc gia đối với chủ quyền của Việt Nam trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong giai đoạn 1945-1976 được thực hiện theo đúng luật pháp và tập quán quốc tế. Thứ tư, việc Trung Quốc chiếm đóng trái phép phần phía đông quần đảo Hoàng Sa vào năm 1656, dùng vũ lực chiếm đóng trái phép phần phía tây Hoàng Sa vào năm 1974 và một số thực thể trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào các năm 1988 và 1995 là trái với luật pháp quốc tế và không mang lại danh nghĩa chủ quyền cho Trung Quốc. Và thêm nữa, đối với các sự chuyển nhượng lãnh thổ thì Thủ tướng không có thẩm quyền quyết định việc ấy mà phải cơ quan quyền lực tối cao, tối thượng của Việt Nam là Quốc hội. Và cuối cùng, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể quyết định hoặc chuyển giao một thứ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có thẩm quyền quản lý theo quốc pháp quốc tế và cũng không kiểm soát nó trong thực tế. Vì vậy, việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hồ sơ mà Trung Quốc trình lên Liên Hợp Quốc vào ngày 9 tháng 6 năm 2014 là không có giá trị. Phía Trung Quốc cùng với công hàm năm 1958, các chuyên gia Trung Quốc còn nhắc đến một số sự kiện khác để chứng minh rằng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 1975 và chỉ tráo trở thay đổi quan điểm sau khi đã chiến thắng Việt Nam Cộng Hòa. Trong một cuộc họp mặt ngày 15 tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Ung Văn Khiêm đã nói với đại diện lâm thời của lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam, Lý Chí Dân rằng căn cứ vào tư liệu của phía Việt Nam về mặt lịch sử thì quần đảo Tây Sa và Nam Sa là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Hơn thế nữa, khi báo Nhân dân đăng tuyên bố toàn văn về hải phận của Trung Quốc ở trang đầu trong số ngày 4 tháng 9 năm 1958, bao gồm cả Nam Sa và Tây Sa, tờ báo không đưa ra bất cứ một lời phản đối nào. Các bản đồ thế giới của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xuất bản năm 1960-1972 cũng như sách giáo khoa xuất bản năm 1974 đều công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với hai quần đảo. Một tuyên bố của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1965 cũng công nhận chủ quyền của Trung Quốc khi lên án Tổng thống Johnson. Tổng thống Mỹ Johnson đã chỉ định một phần lãnh hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quần đảo Tây Sa làm vùng chiến sự của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Theo chính quyền Trung Quốc, vì trong tuyên bố về lãnh hải của chính phủ Trung Quốc nêu rõ phạm vi áp dụng của tuyên bố này bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này nằm trong lãnh hải rộng 12 hải lý của Trung Quốc, nên dù công hàm Phạm Văn Đồng không nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì việc chính phủ Việt Nam công nhận lãnh hải rộng 12 hải lý của Trung Quốc cũng tức là đã công nhận Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc. Về nhận xét quốc tế, một nhà nghiên cứu về châu Á ở Hungary trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC vào năm 2008 cho là công thư trên không nói rõ đó là lãnh thổ nào. Ông ấy có vẻ đủ thận trọng để đưa ra một tuyên bố ủng hộ nguyên tắc rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với hải phận 12 hải lý dọc lãnh thổ của Việt Nam của họ, nhưng tránh đưa ra định nghĩa về lãnh thổ này, mặc dù tuyên bố trước đó của Trung Quốc rất cụ thể, nhắc đến toàn bộ các đảo bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa mà Bắc Kinh nói họ có chủ quyền, thì tuyên bố của Bắc Việt không nói chữ nào về lãnh hải cụ thể được áp dụng với quy tắc này. Nghiên cứu viên lâu năm chương trình an ninh hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore có bình luận tương tự như phía Trung Quốc khi đã viết: đòi hỏi chủ quyền hiện nay của Việt Nam bị yếu đi nghiêm trọng vì Bắc Việt và Việt Cộng đã công nhận chủ quyền của Trung Hoa đối với quần đảo Hoàng Sa vào năm 1958 và sau đó cũng không có phản đối gì suốt từ năm 1958 đến năm 1975. Giáo sư luật Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ và là thành viên của Tòa trọng tài thường trực PCA tại triển lãm quốc tế Hoàng Sa Trường Sa, phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng ngày 21 tháng 6 năm 2014, ông cho biết cần phải đọc công hàm này rất kỹ, nhất là tuyên bố của Phạm Văn Đồng, bởi vì nó chỉ nhắc đến việc mở rộng lãnh hải. Vào thời điểm công hàm được đưa ra năm 1958, nhiều nước ra tuyên bố mở rộng lãnh hải 12 hải lý và ông cho rằng công hàm của Phạm Văn Đồng ủng hộ cho việc mở rộng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhận định điều quan trọng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng không đề cập cụ thể đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nên không thể khẳng định chắc chắn Việt Nam xác nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Tình bạn giữa Bác Hồ và Chu Ân Lai. Ngày 21 tháng 11 năm 1956, trong bữa tiệc chào mừng Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm nước ta, Bác Hồ đã trân trọng giới thiệu với mọi người: Chu Ân Lai là người anh em của tôi, chúng tôi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau làm công tác cách mạng, đồng chí là người thân thích của tôi hơn 30 năm. Trong lời đáp, Chu Ân Lai cũng nói: Vừa rồi Hồ Chủ tịch có nhắc đến việc hơn 30 năm trước. Lúc ấy người đã là một nhà Marxist chân chính, còn tôi ngày ấy mới gia nhập Đảng Cộng sản. Chủ tịch là người anh cả của tôi. Chu Ân Lai sinh năm 1898, kém Bác Hồ chúng ta 8 tuổi. Khi Chu Ân Lai tới Paris vào năm 1920 để tìm đường cứu nước thì Bác Hồ của chúng ta đã sống và hoạt động ở thủ đô nước Pháp được mấy năm, và sự hoạt động đã bắt đầu có tiếng vang. Chính do những hoạt động sôi nổi như vậy, vào năm 1922, khi những thanh niên Trung Quốc này gặp được Nguyễn Ái Quốc, họ vô cùng sung sướng. Chu Ân Lai được gặp Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên ở ga xe điện tàu ngầm Paris vào đầu năm 1922 và sau đó tại ngõ hẻm Công Pranh. Vào sau đó, chính Nguyễn Ái Quốc là người dẫn dắt Chu Ân Lai vào con đường cách mạng. Tháng 8 năm 1942, Bác bị bọn phản động Quốc dân Đảng bắt giữ tại huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc. Khi được biết tin này, chính Chu Ân Lai đã gặp Tưởng Giới Thạch yêu cầu phải thả người. Chu còn gặp Phùng Ngọc Tường, một tướng lĩnh Quốc dân Đảng yêu nước, bàn biện pháp cứu Hồ Chí Minh. Chính Phùng Ngọc Tường cũng đã đích thân gặp Tưởng để thuyết phục Tưởng ra lệnh thả Hồ Chí Minh. Sau khi cách mạng Trung Quốc thắng lợi, Chu Ân Lai được cử làm thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông đã giữ trọng trách này trong suốt 18 năm liền, cho tới ngày ông mất vì bệnh ung thư. Ông đã sang thăm Việt Nam nhiều lần và được nhân dân ta đón tiếp hết sức trọng thể và chân tình. Riêng tình bạn giữa Bác Hồ của chúng ta và Chu Ân Lai thì vẫn thắm thiết như thuở ban đầu. Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu và ông rất mực quý Bác. Cả hai người đều coi Bác như người anh, người trong gia đình. Chính Đặng Dĩnh Siêu đã tự tay dệt cho Bác Hồ chúng ta một chiếc áo len mà Bác đã mặc cho tới khi bạc cũ. Bà còn tặng Bác một bộ áo sợi bông để mặc ấm trong những ngày đông giá rét. Trong những dịp sống gần Bác, vợ chồng đồng chí Chu Ân Lai thường mang những món ăn Trung Quốc mà người ưa thích tới biếu người. Ngày Bác Hồ của chúng ta qua đời, Chu Ân Lai đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sang Việt Nam dự lễ tang Bác. Trong điếu văn đọc trước linh cữu Bác, ông nói: bất cứ người nào có lương tri trên thế giới này muốn có cuộc đời như cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ cảm thấy cuộc sống như ấm áp hơn, đáng tự hào và có hy vọng hơn. Một cuộc đời như thế chứng tỏ những tư tưởng cao đẹp, những lẽ phải từ nghìn xưa thường bị xã hội giễu cợt, dập vùi đến nay trở thành sự thật. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ xuất sắc của thế giới thứ ba, của các dân tộc đói nghèo và khát khao nhân phẩm. Người đã dạy họ trước hết phải dựa vào sức mình là chính để tự giải phóng. Và một quốc gia chỉ có thể tồn tại nếu những con em của đất nước họ không chịu sống cuộc đời nô lệ. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho cuộc đời của những người nào biết nắm ngọn cờ giải phóng dân tộc, bách chiến bách thắng, vượt qua mọi sóng gió thử thách, đã góp phần hy sinh, đã sống có ý nghĩa và danh dự, đã tự tay mình tạo ra đất nước mới, xã hội mới của mình. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta những hình ảnh phi thường, hình ảnh toát lên một niềm cổ vũ, tập hợp được một đội ngũ chọn lọc, hình ảnh một con người vĩ đại nhưng sống rất giản dị, hình ảnh một nhà lãnh đạo với phong thái đoàng hoàng trong bất cứ tình huống nào, dù ở trong rừng rậm hay trong cách dinh thự nhà nước, trong đàm phán hay trong chiến tranh, hình ảnh của một lãnh tụ trước hết là đầy tớ của nhân dân. Cuộc đời ấy, tấm lòng ấy khác nào biển rộng sông dài, còn tươi sáng mãi trong lịch sử thời đại ngày nay. Và Chu Ân Lai khẳng định, công ơn của người đối với Tổ quốc chúng tôi cũng to lớn và vô cùng hiển hách. Như thế, qua quá trình tìm hiểu công hàm, mỗi người chúng ta đã có những nhận định chung và riêng cho bản thân mình rồi, phải không nào? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hãy cho mình một like, một follow, một lượt chia sẻ để cổ động, có động lực làm các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.